Chào mừng các anh chị đến với cái chương trình livestream hôm nay của Phạm Thành Long và đề tài ngày hôm nay là làm thế nào để bắt đầu một công việc kinh doanh dành cho những người ít vốn, ít kinh nghiệm và thậm chí là chưa bao giờ à, được học về kinh doanh. À, xin chào các anh chị, tôi là luật sư Phạm Thành Long, đã hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật kinh doanh và luật sở hữu trí tuệ. Thì hôm nay trong cái video ngắn này, tôi sẽ chia sẻ các bạn các cái bước để chúng ta bắt đầu một công việc kinh doanh. À, làm thế nào để chúng ta có thể yên tâm, à, tuân thủ pháp luật, tuân thủ đạo đức và vẫn phát triển được công việc của mình và đây là những cái câu à, câu hỏi mà trong tuần vừa rồi có rất nhiều anh chị đã hỏi tôi là à, thưa thầy là tôi phải bắt đầu công việc kinh doanh như thế nào, kinh doanh cái gì thì ra tiền vân vân và tất cả những câu hỏi này thì sẽ được trả lời trong ngày hôm nay. À, xin cảm ơn các anh chị đã à, bắt đầu với cái buổi live stream và đừng ngại nếu các anh chị à, à, thả like hoặc là thả tim cho cái video tuyệt vời này. Cảm ơn tất cả các anh chị. Rồi, thế thì để uh, bắt đầu được cái một cái một cái doanh nghiệp thì chúng ta phải luôn nhớ rằng là chúng ta phải bắt phải thay đổi được cái nguồn gốc của cái tư duy ở bên trong, tức là cái tư duy làm doanh nghiệp nó phải khác với cái tư duy uh, chúng ta làm uh, làm làm công ăn lương ở đây. Thì cái việc này ở đây tôi nói là hôm nay là tôi xây dựng là doanh nghiệp nhỏ chứ không phải là những doanh nghiệp uh, lớn cho nên là uh, là hôm nay cái vấn đề ở đây là chỉ cần nghĩ nhỏ và làm nhỏ. Thế thì cái bước một đầu tiên để mà xây dựng một cái doanh nghiệp ấy thì không phải là đi tìm một cái sản phẩm cái anh chị nhớ giúp tôi cái chỗ này không phải là một sản phẩm mà phải bắt đầu từ một cái thị trường lúc nào cũng phải nhớ là bắt đầu từ một cái thị trường Đấy, cái bước một là đi tìm một cái thị trường mà tôi thường gọi là xây dựng là thị trường ngách thị trường ngách tức là thế nào thị trường ngách tức là chúng ta thấy rằng là có một cái thị trường rồi bây giờ chúng ta chuyên biệt hóa nó đi cho nó nhỏ lại để mà chúng ta xác định thành cái thị trường của ta ta lấy ví dụ như ngày xưa ấy là cái lúc mà tôi bắt đầu cái nghề luật sư của tôi thì nếu mà tôi chỉ làm luật sư thôi ấy, thì không bao giờ tôi có thể thành công được bởi vì phía trước của tôi là có quá nhiều luật sư đàn anh, có quá nhiều cây đa cây đề cho lĩnh vực luật sư cho nên mình sẽ không thể tấn công được. 20 năm hơn 20 năm trước rồi các anh chị. Lúc đó tôi đã quyết định làm một cái lĩnh vực luật rất là riêng, đó là luật doanh nghiệp. Cái lý do tôi làm cái luật doanh nghiệp là lúc đó là ở Việt Nam là luật định là cái luật doanh nghiệp nó mới ra đời và lúc đó thì chưa có nhiều người làm cái lĩnh vực này, mọi người đều ở một cái vị trí xuất phát giống như nhau tức là về mặt uy tín trong lĩnh vực luật kinh doanh mà giống như nhau thế thì tôi đã bắt đầu với một cái thị trường ngách như vậy cho nên là tôi đã trở nên rất là danh tiếng sau một thời gian rất là ngắn trong lĩnh vực luật kinh doanh và đến năm 2005 ấy tức là bây giờ cũng đã 15 năm rồi thì luật sở hữu trí tuệ bắt đầu ra đời thì lúc đó thì chúng tôi lại đã, đã đi thêm vào một cái lĩnh vực luật nữa là luật sở hữu trí tuệ tức là luật về nhãn hiệu luật về sáng chế À, luật về tranh tụng trong lĩnh vực à, hàng giả thương hiệu đó thì đấy là cái cái việc mà đầu tiên chúng ta cần phải xác định một cái thị trường chuyên biệt tức là à, chúng ta sẽ bây giờ thì làm thế nào để xác định được một cái thị trường chuyên biệt thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cách rất là đơn giản thế này là để tìm ra được một cái thị trường chuyên biệt ý, thì bạn chọn lấy một cái thị trường mà bạn thích và sau đó bạn xem cái tài năng của mình có cái gì thì bạn gắn nó vào thì tôi lấy ví dụ như là là tài năng, là đam mê, là kinh nghiệm, là sở thích của bạn thì bạn gắn nó cùng với một cái thị trường mà bạn đã chọn. Thế tôi lấy ví dụ nhé, tôi lấy ví dụ thị trường này. Bạn rất là giỏi về chứng khoán. Ở đây tôi thấy có mấy bạn cứ hỏi về chứng khoán từ nãy đến giờ đây. Nếu bạn giỏi về chứng khoán mà cái thị trường bây giờ người ta đang muốn là được học về chứng khoán chẳng hạn thì bạn sẽ thấy không ạ? Thì bạn có thể là trong cái lĩnh vực dạy dạy học thì bạn chọn cái ngách là chứng khoán cho nên là dạy chứng khoán chính là một cái ví dụ về thị trường ngách. Đấy. Đã lấy ví dụ như vậy. cái điều tiếp theo ví dụ như là cái thị trường ngách cũ ngày xưa ấy là là chúng ta thấy rằng là cái phòng à, thị trường là PT chẳng hạn, tức là personal trainer tức là cái cung cấp cái dịch vụ huấn luyện viên à, cho những người tập thể thao đấy. nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là à, khi mà cái thị trường nó thay đổi thì bạn sẽ thấy rằng là online ở nhà như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cung cấp dịch vụ huấn luyện viên tại nhà nhưng mà thông qua internet đấy thì đấy là một cái ví dụ về thị trường ngách để mà uh, để mà bạn sẽ định vị riêng của mình ra khỏi cái thị trường mọi người đều có PT nhưng mà PT trên internet thì hiện nay chưa có ai làm cho nên bạn thấy rằng đây là một cái thị trường ngách mới và chúng ta cứ tiếp tục tạo ra những cái thị trường ngách mới bạn kết hợp những cái khả năng của mình kỹ năng của mình kinh nghiệm của mình với một cái thị trường đã có thì nó tạo thành một cái thị trường ngách có rất nhiều cách để tạo thị trường ngách nhưng mà đây là một trong những cách mà tôi rất là yêu thích để tạo ra thị trường ngách của bản thân mình bởi vì mình có lợi thế cho nên là mình sẽ mạnh hơn cái đối thủ ở ngay trong chính cái thị trường của mình đấy tôi lấy ví dụ như vậy à, hay là bạn có yêu thích là môn chạy bộ bạn yêu thích là môn chạy bộ đi chẳng hạn như vậy bạn học tôi xong bạn yêu thích cái môn chạy bộ bạn thấy chạy bộ là một cái tài năng của mình thì bạn có thể chuyển thành là thị trường ngách là bạn bán quần áo này thì lúc này bạn chuyển thành là bán đồ thể thao đấy là một cái thị trường ngách mà bạn rất là giỏi bạn có thể tư vấn cho người ta những cái đôi giày chạy tốt bạn có thể tư vấn cho người ta những cái bộ quần áo bền đẹp rẻ thì đấy được gọi là thị trường ngách đấy kết hợp với cái thị trường cộng với một cái tài năng một cái đam mê một cái sở thích một cái hiểu biết một cái kinh nghiệm một cái trải nghiệm một cái kiến thức gì bạn đã có mà cái này nó mạnh hơn đối thủ thì bạn kết hợp nó lại thì nó tạo thành cái thị trường ngách nha như vậy thì bước một là chúng ta phải xác định được cái thị trường ngách đây là cái bước đầu tiên mà thành công thành bại của một công việc kinh doanh hay không nó nằm ở cái chỗ này chứ không phải sản phẩm nhá bạn không bao giờ được coi sản phẩm là yếu tố quan trọng cả mà cái bước một xác định thị trường này là quyết định cái thành bại của chúng ta đấy thì nó có rất là nhiều cách để xác định thị trường nhé nhưng mà đây là một trong những cách mà tôi giả định là các anh chị là không có tiền không có cái nguồn lực gì không có kiến thức không có kinh nghiệm không có cái gì cả tức là ở trên răng dưới một chút 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 tiền thôi không? à, không phải trên răng dưới các thuốc công bệnh bạn trên răng dưới dưới một chút tiền Đấy hiểu không? đấy thì chúng ta bắt đầu với cách như này chúng ta sử dụng cái tài năng của mình sử dụng cái cái khả năng của mình đấy tôi tôi nói, tôi nói ví dụ đấy thị trường là gần tư vấn luật nhưng mà tôi rất là giỏi về luật kinh doanh thì tôi chọn là tư vấn về luật kinh doanh thôi thì cái đối tượng lúc này thì thị trường ngách của tôi là chỉ các nhà doanh nghiệp thôi đấy cho nên là hơn 20 năm qua là tôi chỉ có làm việc với các doanh nghiệp thì các anh chị cứ thấy là ông nào mà mở doanh nghiệp trên 20 năm rồi đảm bảo tôi biết hết hoặc là người ta không biết tôi thì đấy là cái điều mà không tức là hai chiều biết nhau đấy đấy chứ không phải là có một chiều đâu rồi chúng ta xác định được như vậy thị trường rồi nhưng mà chưa ăn chưa được bây giờ phải xác định xem là trong cái thị trường đấy bước hai là xác định xem là trong cái thị trường đấy có cái đối thủ nó có có mạnh quá không thì cái bước hai ở đây là chúng ta phải xác định là cái 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 quy mô và cái khả năng thành công thế cái này hoàn toàn là chúng ta nghiên cứu ở trên giấy thôi cái thứ nhất là chúng ta xem là trong cái thị trường đó thì có những cái đối thủ nào đang làm có đối thủ nào đang cung cấp sản phẩm có đối thủ nào đang phục vụ cái nhóm thị trường đấy tôi lấy ví dụ như là pt online mà chúng ta làm ví dụ như vậy thì có những cái đối thủ nào chúng ta phải lên mạng chúng ta search xem chúng ta xem ở trong cái app store xem có ai đang làm chúng ta xem có những huấn luyện viên nào mà họ đang cung cấp được cái huấn luyện tại nhà thông qua internet đấy xem có đủ mạnh không Người ta quyết định là ta có làm có chiến đấu với với thị trường này hay không. Hoặc là lúc mà tôi vừa rồi tôi nói đấy là tôi chọn cái lĩnh vực 20 năm trước tôi chọn cái lĩnh vực là luật kinh doanh và 22 năm trước ở 98 à, 22 năm trước rồi, chính lĩnh vực là luật kinh doanh và luật sở trí tuệ ấy. thì lúc đó là ít người mà họ chuyên biệt về cái luật lĩnh vực luật kinh doanh này, chủ yếu là, là hình sự, dân sự, đấy, hôn nhân gia đình chứ ít cái người mà chuyên biệt về luật kinh doanh. Thì lúc đó là tôi đã không có đối thủ ở trong cái thị trường này cho nên là một mình tôi một một kiểu đấy thì lúc đó tôi đi rất là nhanh trong cái thị trường này như vậy thì bạn cũng phải xác định xem là trong cái thị trường này thì có đối thủ nào không và nếu đối thủ nó to quá thì đừng có xông vào cái lĩnh vực đấy đập đầu vào đá làm gì cả đừng có chờ làm đông ký sốt đánh nhau với cối xay gió mình hoàn toàn có thể lại tiếp tục đi chọn một cái thị trường ngách khác thế thì bảo là có rồi thì đánh nhau không cũng được nếu mà đánh nhau thì cũng được nhưng mà... nhưng mà tại sao phải đánh vì có quá nhiều thị trường mà nó bỏ trống mà với cái phương pháp của tôi vừa rồi thì quá nhiều thị trường nó bỏ trống được sao phải đánh nhau đánh nhau là mất nguồn lực đánh nhau là thiệt cứ cứ hai ông đánh nhau là cái ông thứ ba sẽ được lợi nên ở đây là mình tránh voi. mình chẳng xấu mặt nào mình đã bé mình đã mới mình đã ít tiền mình đã ngu rồi thì mình cứ héo thằng to ra trò đẹp đấy thì đấy là chiến lược của tôi còn các ông bảo không thích thì không sao các ông thích đánh nhau thì cứ đánh nhau thôi nhưng mà của lời khuyên của tôi trong kinh doanh là né né để mà bảo tồn lực lượng dùng cái tiền đấy để mà phát triển công việc kinh doanh chứ đừng có dùng tiền đấy đánh nhau với đối thủ đánh nhau đối thủ là thiệt đấy nhá đấy là cái bước thứ bước thứ hai Đấy là bước thứ hai là chúng ta phải xác định thị trường xem là nó có lợi nhuận không. Đấy thì có cái khả năng chi trả không, có đối thủ lớn ở trong cái đó không, tức là chúng ta phải làm cái bước đánh giá cái thị trường. Và nếu như mà nó có đối thủ lớn ở trong thị trường đấy rồi, hay là cái thị trường nó không có khả năng chi trả, hay là cái thị trường đấy người ta không sẵn sàng chi trả thì ta cũng thôi, đừng có tiếp tục thị trường đó mà lại tiếp tục đi tìm thị trường. Cứ như vậy, tiếp tục như vậy cho đến khi nào chúng ta tìm ra được một cái thị trường đủ tốt cho chúng ta. Bước 3 đây ý, là lúc này chúng ta mới đi tìm các cái vấn đề của cái thị trường này. Cả vấn đề của cái thị trường này bước 3 là tìm và 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 xác định xem cái thị trường này nó có những cái vấn đề gì. Đấy. Ví dụ như họ có những cái có ba cái loại vấn đề nha, ba cái loại vấn đề ở đây. Cái vấn đề thứ nhất ý, là những cái nỗi đau mà họ muốn trải qua, à, xin lỗi, có những cái nỗi đau mà họ muốn được 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 loại bỏ đi có những cái 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 vấn đề cái nỗi đau những cái cái sự không hài lòng của họ trong cuộc sống họ muốn xóa đi ví dụ như chậm quá lâu quá xấu quá rẻ quá đắt quá vân vân thì đấy là những cái yếu tố mà họ muốn được loại bỏ đi trong cái trong cái cái thị trường cũ cái à, yếu tố thứ hai để mà để mà để mà xác định sản phẩm ấy thì chúng ta tìm ra vấn đề là những cái điều sung sướng mà khách hàng muốn được trải qua muốn được trải nghiệm muốn được hướng đến ta lấy ví dụ như là rẻ là tốt là đẹp là bền là sướng à, là ngon, là nhanh đấy, là thuận lợi. Ví dụ như vậy, đó là những cái điều mà khách hàng mong muốn có được. Và cái điều thứ ba là những cái việc mà khách hàng muốn được hoàn thành, à, muốn được hoàn thành đi du lịch, dạy con, à, chơi thể thao, giảm cân vân vân, đó là những cái việc mà họ muốn được hoàn thành. Thì như vậy các anh chị sẽ thấy có ba cái yếu tố ở đây để xác định ra cái vấn đề của họ, những sự sung sướng, những nỗi đau và những điều mà họ muốn hoàn thành. Thì đấy là đấy là cái bước 3 là là xác định đối với các học viên của tôi thì tôi luôn đề nghị họ là viết xuống tất cả những cái vấn đề đó và dán ra đằng sau lưng của mình ấy. Và sau đó bước 4 mới đi tìm những cái sản phẩm hoặc bước 4 là đi tìm những cái sản phẩm hoặc là những cái uh, những cái dịch vụ mà mình có thể tạo ra được để giúp họ giải quyết những cái nỗi đau và giúp họ tiến được tới sự sung sướng và hoàn thành được những công việc mà họ cần làm. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là À, chúng ta phải thiết kế ra cái sản phẩm mới hoặc đi tìm những sản phẩm mới hoặc là tạo ra những cái sản phẩm mới hoặc là à, tạo ra những cái dịch vụ hoặc là kết hợp của những sản phẩm lại hoặc là kết hợp giữa sản phẩm và các dịch vụ lại để giải quyết được cái nhu cầu thị trường. Thế thì à, các anh chị sẽ thấy rằng là nhiều người là cứ đi tìm thấy cái thằng kia nó bán được cái sản phẩm đó thì cũng nhảy nhảy vào bán thì tại vì sao ạ? À? Tại vì chúng ta đã sai ở cái bước số 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 1 số 2 số 3 và chúng ta nhảy luôn vào cái số 4 này đi tìm sản phẩm thì có sản phẩm trong tay nhưng thằng kia bán được mình không bán được là vì nó có thị trường mình không có thị trường cái chỉ luôn nhớ giúp tôi cái thứ hai là nó xác định được cũng có thị trường nhưng mà nó xác định được nỗi đau còn mình không xác định được nỗi đau cho nên mình không thể bán được cũng là cái sản phẩm đấy nhưng mà mình không xác định đúng cái nỗi đau cho nên mình không bán được cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cái bước bốn là tìm sản phẩm ấy là ta sẽ để dành sau khi mà chúng ta đã tìm được cái vấn đề của thị trường nên từ nãy giờ các ông cứ hỏi là bán cái này bán cái kia bán cái kia bán cái kia bán cái kia có hỏi muôn đời cũng chẳng bán được quan trọng nhất là phải tìm được thị trường thì bán cái gì là được đúng không nên là xác định được nỗi đau của thị trường rồi xác định được vấn đề của thị trường rồi thì mình tìm cái sản phẩm mà đáp ứng được cái điều đó thì khi mà tìm cái sản phẩm ấy thì bên cạnh cái việc đáp ứng thì chúng ta phải kiểm tra xem thế sang bước 5 là bước kiểm tra xem cái sản phẩm này có bán được hay không có, uh, có 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 xử lý được hay không có bán được hay không thế thì bây giờ các anh chị thấy rằng là tôi đang giả định các anh chị là những người chưa tiền nhá giả định các anh chị ít tiền ít kinh nghiệm thì làm nào à bước năm là bước kiểm tra xem cái hàng hóa này người ta có mua không đấy tức là chúng ta à đừng có nhập hàng về Đã, đây là lời khuyên rất quan trọng đây này đấy các anh em nhớ nha đây là lời khuyên cực kỳ quan trọng là đừng có mua cái hàng này về nhà đừng có mua về đừng có mua về với internet đừng có mua cái hàng này về vội nha đừng có mua cái hàng này về vội đấy rất quan trọng đừng mua hàng này về vội đừng có nhập về kho nhà mình đừng bỏ tiền ra các chị giúp tôi ghi lên trên cái màn hình này nhá, điều này rất quan trọng rồi, đừng có mua cái hàng này về nhà vội, không mua hàng không mua hàng về, Không này nó thấy cái hàng là mùi mua về ngay đâu không được, không được nhập về kho vội, bởi vì mình chưa có tiền, mình chưa có vốn, mình chưa có kinh nghiệm thì tuyệt đối không mua hàng, Đây. cái này là rất quan trọng này anh em này, nhá, cái này là rất quan trọng, rất quan trọng, rất, rất rất quan trọng, ít tiền, ít kinh nghiệm, ít vốn là tuyệt đối không mua cái này về đừng có nghe nó dụ mua cái hàng hóa này về trong nhà mua nhiều lên nó chiết khấu cho là vỡ mồm đấy là không bán được là coi như là lại ôm khoản nợ đấy đấy đúng rồi đừng có gom, gom hàng về đúng rồi mà mình phải đi qua cái bước năm này bước năm này rất là quan trọng nha bước năm rất quan trọng bước năm này là dành cho những ông ít vốn ít tiền ít kinh nghiệm xương máu đừng có mà xông vào bỏ qua bước năm này đổ máu ngay bước năm là đổ máu ngay rồi Ai 1400 anh em đang xem cái livestream này, tôi chỉ mong các anh em 1400 anh em học được những cái điều tuyệt vời này, thay đổi được cuộc sống là tôi hạnh phúc lắm anh em ạ. À, tôi nói thật với anh em là tôi giúp anh em hôm nay nghe được cái bước năm này là tôi đã cứu được bao nhiêu nhà đổ vỡ rồi, bao nhiêu thằng phá sản rồi, riêng bước 5 này, tôi nói thật. Đấy. Không nhập về, đúng rồi. Bước 5 là kiểm tra xem họ có mua không. Thế thì bây giờ bước 5 là kiểm tra xem như nào? Bước 5 là kiểm tra xem như nào? Đấy. Thì nó rất là nhiều cái giai đoạn để chúng ta kiểm tra xem là nó có được không. Đấy thứ nhất là mình mình gồm có những cái bước sau đây nhá, gồm có những bước sau đây. Bước 1, bước nhỏ trong bước 5 ấy, bước 5.1 này. Bước đi 5.1 là xác định lại, xác định lại cái các cái nhu cầu của thị trường bao gồm vấn đề sự sung sướng, nó tận nỗi đau, sự sung sướng và những điều họ muốn trải qua. qua cái điều này để kiểm tra lại xem nó còn không. Tức là lúc đầu thì mình xác định ở trong thị trường nó còn, nhưng mà đến khi mình bắt đầu tìm được sản phẩm rồi thì cái vấn đề nó có có còn nữa hay không? Đấy, cái đấy là mình sẽ phải kiểm tra lại. Thế tiếp theo ấy thì mình mới sẽ có mình sẽ sang cái bước là mình thử, mình thử chào bán. Đấy, chưa có sản phẩm nhưng mình thử chào bán. Mình chào bán qua internet, mình chào bán qua nhóm, mình chào bán qua trực tiếp. Thế thì ở đây chúng ta sẽ chú ý xem là chào bán xem họ có mua không? Nếu mà họ mua thì mình nhập về mình bán, họ không mua thì thôi. à, yeah. dễ không? Đấy riêng cái bước năm này nó lại rất là hay là như vậy Vì có internet nên mình mới làm được cái điều này Thì ở chỗ cái bước 5 này chú ý một cái chỗ này Đấy là mình chào bán Nhưng mà mình có chào bán đúng cách không Đấy thì nó mới là một bước rất là quan trọng Đấy mình chào bán có đúng không Thế thì chào bán thế nào là chào bán đúng Đấy chào bán thế nào là chào bán đúng Chào bán đúng ấy Nó phải có một cái tập hợp Tức là ở trong cái bước bước 1 nhá Mình đã xác định được thị trường rồi thì các anh chị sẽ thấy rằng là mình cần phải tập hợp cái thị trường này lại bên cạnh mình tức là mình tạo ra uh, những cái người <laughs> ở trong một cái nhóm ví dụ như bạn có trang mạng thì bạn phải tạo ra được là những cái người follow bạn ở trên YouTube những người những cái thị trường này phải follow bạn trên YouTube subscribe kênh của bạn hay là họ có thể là like fanpage của bạn hay là họ có thể là là ở trong nhóm Zalo của bạn hay là họ ở trong for, ở trong cái nhóm Facebook của bạn tức là bạn phải làm nào để họ đi vào trong cái cái nhóm đấy lúc đó bạn mới kiểm tra được chứ còn nếu mà cái facebook của bạn lèo tèo có vài thằng bạn bạn cứt tin tôi gọi là hay gọi là bạn cứt tin gọi là tán phép thì nhiều mà mua hàng thì không thì lúc bạn biết cái trang chào hàng lên thì nó cũng chả mua nó cũng chả thèm hỏi nó chả thèm like luôn đấy bạn đưa đưa có khi là cái facebook của bạn nên nó là facebook rác tức là đưa cướp giết chén hiếp lên thì nó comment nó xe nó like đầy lên nhưng mà đưa hàng lên nó lại không 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 nói gì cả thế thì thôi thì đấy là phải sửa lại cái facebook cho nên anh em mà ăn ở ấy nó tất cả trong cuộc đời này muốn giàu là cái facebook phải rất để ý tức là đừng có bao giờ dùng cái facebook của mình hay là youtube của mình đi comment linh tinh tuyệt đối là không có đi comment linh tinh mà ví dụ như mình đi mình dùng facebook với cả à, trang của mạng của mình mình chửi nhau ấy năm năm sau cái lời chửi của mình nó vẫn còn ở đấy nên là kiểu gì thì mình cũng dành dính tai họa nên là tuyệt đối là không dùng facebook đấy đặc biệt là mấy ông à, gọi hay gọi là trẻ trâu nhá hay là gọi là trẻ trâu ấy thì tuyệt đối là mấy ông đấy là mình phải lớn dần lên tức là mình đừng có dùng Facebook hoặc là Zalo hoặc là YouTube của mình để mình comment lung tung tất cả những cái mình đi chửi nhau mình mình mà như thế nó đều ảnh hưởng tới cái hồ sơ cá nhân của mình trên mạng về sau này nó ảnh hưởng uy tín của mình trong kinh doanh kể cả việc mình đi làm thuê cho người ta bây giờ các ông chủ đều search ra profile của ông hết xem là các ông cách hành xử như nào trên mạng đấy tôi nói các ông là là có hết thế cho nên là người mua hàng cũng thế người ta cũng sẽ kiểm tra hồ sơ của ông xem có tin cậy không cho nên là mình phải làm những cái điều tốt đẹp trước mình phải chăm sóc khách hàng của mình trước khi mà mình viết lời chào hàng. Cho nên ở đây có thể là à, mình chưa cần phải bán hàng, mình cũng phải xây dựng mối quan hệ với họ rồi, cũng đã phải chia sẻ với họ những câu chuyện hay rồi, giúp đỡ họ hàng ngày rồi đấy nhá. Cho nên là ở đây tôi nói cho anh chị là đừng có bao giờ mà dùng Facebook hay là YouTube hay là TikTok của mình để đi phá người ta, mình phá nhà phá cửa người ta về sau mất hết cả uy tín. Đấy, nó mất hết cả uy tín để mà kinh doanh. Cái anh chị bảo là đổi nick khác là không, nó sẽ kéo dài mãi nó sẽ kéo dài mãi chứ chẳng bao giờ có cái chuyện là là các anh chị là 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 đổi được tên đâu vì cái tiếng cái, cái, gọi là là cái 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 tiếng xấu ấy bao giờ nó cũng đồn xa lắm nên là anh chị để ý nhá hãy làm những cái điều tốt đẹp trong ngày hôm nay comment ở trên cái kênh này thì cũng comment cái điều gì đấy cho nó có ích với những người đang xem comment nhá đấy rồi uh, ok nếu hay cứ thả tin thôi nhá Tôi là bây giờ chúng ta sang cái bước năm là bước kiểm tra xem là cái thị trường có mua không Thế thì bước kiểm tra thì nó sẽ trải qua là bước 1 là bước 5.1 là chúng ta xem là còn cái vấn đề không. Bước 5.2 là mình chào hàng thử. Chào hàng thử, chào hàng thử. Thì mình đừng có chào hàng mà người ta mua xong lại mình lại nhận tiền nhá, tuyệt đối không làm như vậy. Mình mới nói ví dụ tôi nói thế này. Nhà ta lấy ra, à? ta lấy ví dụ như là là em sắp nhập về cái hàng ABC này có anh chị nào muốn đặt hàng cùng với em không? Đấy ví dụ như vậy, Đấy, đấy là một cách nhá. Hay là để để mình có cái thời gian trì hoãn mà mình nhá. Sắp tới lô hàng XYZ này sẽ về, không biết có má nào có nhu cầu nhỉ? Nhưng mà mình nhớ là cái Facebook của mình, cái fanpage của mình, cái kênh YouTube của mình nó phải có cái lượng follow rồi nhá. Mình phải tạo ra lượng follow là khách hàng tiềm năng chứ còn cái nếu mà viết một cái trang mà nó chẳng có ma nào thì làm sao mà có kết quả được. Anh chị em hiểu không? Đấy, chào hàng thử. Và cái 5.3 ấy là cho phép họ đặt hàng cái này là là tôi xin thưa với các anh chị là rất rủi ro cái ở cái bước 5.3 này. Dạy các anh chị ở đây thôi nhưng mà tôi phải nói là 5.3 là con dao hai lưỡi. Làm mà không khéo là vỡ mồm nha. Cái 5.3 là rất quan trọng. 5.3 này. 5.3 là cho đặt hàng thử. Đấy, 5.3 là cho đặt hàng thử. Cho đặt hàng thử. Ồ, cho đặt hàng thử thì có nghĩa là như thế nào? tức là cho họ trả tiền thanh toán thì mình lấy cái tiền đó mình đi mua hàng về mình làm vì mình không có tiền mình không có vốn tôi đang giả định ở đây là mình không có tiền đang không có tiền Đang không có vốn đang không có kinh nghiệm tức là người ta đặt hàng mình phải nói là cái hàng này phải đặt tức là tất nhiên là khi mà bán hàng mà hàng đặt ấy, thì vào tốc độ nó chậm hơn thì người ta đặt hàng có thể đặt cả hoặc đặt một phần thì mình bắt đầu nhập hàng về mình bán cho người ta thì, thì tại sao lại phải nhập hàng mà không nhập luôn đi tại sao lại phải làm thử vì cái lý do thế này này để xem xem cái thị trường nó có phản ứng tiêu cực hay là tích cực với cái phản với cái hàng của mình tức là người ta mua xong người ta phản hồi ví dụ mình không có kinh nghiệm đây đang giả định là không có kinh nghiệm không có kiến thức cái hàng đấy về nhưng mà hàng tàu nó đểu, đều không dân nó chửi cho đấy thì lúc đó là mình còn phải xử lý được cái đơn hàng này test thử cái hàng hóa xem là nó có phù hợp với thị trường không tức là đầu tiên mình test xem là thị trường có nhu cầu không nhưng mà cái bước 5.3 này là test xem là cái hàng hóa này có phù hợp với cái thị trường này không nó có thể thị trường chỗ khác thì nó ngon nhưng mà ở cái thị trường này nó lại chửi mình sao thế thì mình phải thử cái sản phẩm để mình còn điều chỉnh cái sản phẩm cho nó phù hợp đấy là năm chấm ba nhá là test thử sản phẩm được không hay không đấy, đấy chào một nghìn sáu trăm anh em đang xem cái livestream này nhá ui trời ơi năm chấm ba rồi hay không hay chưa hay chưa hay chưa đấy rồi anh em comment xuống 5.3 là cái gì nào xem còn nhớ còn ghi được cái 5.3 là cái gì không nào Đấy, 5.3 nhá. Comment cái đi 5.3 đi. Tôi xong rồi, tôi đi kiếm cuộn nước xong rồi tôi lại quay lại. Rồi cái 5.3 tại sao lại gọi là nó là con dao hai lưỡi Vì 5.3 Vì 5.3 nó là con dao hai lưỡi ở cái lý do là Nếu mà bây giờ hàng về mà các ông Đưa nhận nhận, nhận tiền người ta trước này Mà hàng không về Là mình cũng chết Là cho nên mình nhận là nhận tiền ở cái 5.3 là nhận ít thôi Nhận nhiều về mà hàng nó không về kịp ấy Là mình thành lừa đảo ấy cho nên là nhận ít thôi nhá cái 5.3 này nhận về mà hàng hóa nó lại không đúng ý người ta người ta bắt hoàn trả ấy. thì cũng nhận ít thôi để mình test chứ còn nhận nhiều tại sao tôi gọi là giao hai lưỡi nhận ít thôi chứ nhận nhiều là chết nên là nhận một vài thôi nha xong rồi xem tiếp đấy Ê, đấy là cái bước năm cái bước đầu tiên để mình khởi động cái công việc của mình thế thì bây giờ giả sử cái bước năm là nó thành công rồi Tức là thị trường có nhu cầu sản phẩm nhập về là tốt Thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm à, sang bước 6 Thì bước 6 đầu tiên ấy là là chọn cho mình một cái tên công ty Mình mở mấy công ty làm ăn đây là cũng là nghiêm túc nhá Nên là có thể bước 6 này là các anh chị tôi khuyên tôi là luật sư về kinh doanh Nên tôi khuyên các anh chị Thế còn tùy các anh chị có làm hay không tùy Thì bước 6 nó gồm có đăng ký công ty Không biết cách đăng ký công ty nào gặp tôi Thứ hai là đăng ký cái nhãn hiệu cho cái sản phẩm, cái dịch vụ của mình Đấy, cái riêng cái có công ty cũng được mà không có công ty cũng phải đăng ký cái thương hiệu cái lý do mà mình không đăng ký cái nhãn hiệu hàng hóa này ấy, về sau này mình chung với người khác ở đây là có một số anh chị ấy, kinh doanh thành công rồi lại đúng, đúng với cái thương hiệu của người ta người ta đến người ta bắt đền thì là cũng rất là phiền phiền toái cái thứ hai ấy, là kinh doanh thành công và người khác người ta lại đăng ký của mình thì nó làm mất cái thương hiệu của mình đi cũng phiền toái cho mình đấy thì ở đây là chủ động đăng ký cái thương hiệu của mình Để gặp tôi tôi là đúng cái môn này của tôi mà nhá bước 6 là đăng ký thương hiệu là đồng thời kiểm tra xem cái 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 tên đó nó còn tên miền không com không vn không đăng ký các anh chị nhìn thấy tên miền của tôi hay không lo vn long vn luật sư vn luật vn đấy, music vn photo vn toàn tên miền của tôi hay hết đâu đấy, fdi vn toàn tên miền đỉnh cả Thế thì anh chị phải nhớ là mình phải đăng ký cái tên miền thương hiệu của mình Ví dụ như là gia phạm.com, luật gia phạm.com là những cái thương hiệu tôi đăng ký Từ khi thành lập doanh nghiệp đến nay là hay hơn, phải sắp xỉ 20 năm rồi đấy Đăng ký thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, là đăng ký domain nha Đấy là cái bước mà chúng ta là phải bảo vệ Thế thì bây giờ còn một số thứ nữa là hàng hóa mà là Cái hàng hóa mà ảnh hưởng tới sức khỏe con người thì, thì phải công bố tiêu chuẩn chất lượng nhá. hàng hóa mà ảnh hưởng đến sức khỏe con người thì phải công bố tiêu chuẩn chất lượng Đấy, ví dụ như là thực phẩm thì mình phải có cái bước nữa là công bố cái tiêu chuẩn chất lượng hợp vệ sinh an toàn thực phẩm thì mới được lưu hành còn đối với mỹ phẩm thì phải đăng ký công bố mỹ phẩm nhá mỹ phẩm phải công bố mỹ phẩm dược thì phải công bố dược đối với mỹ phẩm khi mình công bố thì mình phải xin quảng cáo quảng cáo mình xin như nào thì mình quảng cáo đúng như thế tuyệt đối không được quảng cáo từ mỹ phẩm lại sang là chữa bệnh tuyệt đối không làm như vậy làm như vậy là sẽ bị cơ quan quản lý thị trường họ đến họ lập biên bản họ nhắc nhở rất là phiền toái nên là mỹ phẩm thì chỉ có tác dụng mỹ phẩm không chữa bệnh ở đây Đấy, thực phẩm chức năng là thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh tuyệt đối không bao giờ thêm là thêm cái chữ chữa bệnh vào bị phạt nhá yeah. rồi thế là bước 6 là làm như vậy thì bước 7 bước 6 là là làm bước 7 thì chúng ta làm có website Đấy thì làm một cái website cũng không cần phải phức tạp làm một cái website đơn giản từ cái domain ở bước 6 đấy bước 6 cái domain nó chung với cái thương hiệu rồi nhớ là khi mà đăng ký thương hiệu tên công ty này thương hiệu này uh, domain là phải có cùng với nhau khi mà tôi đăng ký là công ty luật gia phạm thì tôi đăng ký luôn cái tên miền là gia phạm có luôn luật gia phạm có luôn tôi mới chọn cái tên là gia phạm đấy gia phạm là họ hàng nhà ông phạm đấy nhá thì đấy là cái cách mà làm là phải đăng ký cả domain cùng cái lúc đó luôn thì chọn cái tên công ty nó mới nuột đấy thì đấy là cái cách mình làm để sau khi mà mình làm xong cái bước đăng ký rồi với phép rồi thì bây giờ là chúng ta bắt đầu đến công việc là tuyển người Ê, tuyển người nó cũng giống như tuyển khách hàng ấy là cũng bắt đầu phải tuyển từ cái bắt đầu lúc đầu tiên mình mở doanh nghiệp mình chưa có tiền ấy, thì mình làm tất mình phải làm mọi việc Đấy. từ thư ký từ nghe điện thoại từ chạy đôn chạy đáo từ giấy tờ mình phải làm tất thì sau đó thì công việc kinh doanh nó phát triển dần lên thì mình bắt đầu chia nhỏ công việc ra mình bắt đầu ủy quyền cho từng người một mỗi người sẽ vào từng việc một Giờ sau đó mình hướng dẫn cho từng người Vì đây là tôi đang nói là cái doanh nghiệp bé Mới bắt đầu mà chưa có cái kinh nghiệm gì đấy Thì mình bắt đầu hướng dẫn người ta Cái việc đầu tiên mà mình có thể ủy quyền được Là việc nghe điện thoại khách hàng gọi điện thoại đến Bây giờ thì người ta gọi là trả lời trên fanpage đấy Thì mình có thể hướng dẫn cho người ta làm cái việc đó cho nó dễ Đấy cái bước tiếp theo là mình bắt đầu tuyển kế toán cái người mà bắt đầu là đo lường các cái hoạt động thu chi hàng ngày cho chúng ta. Để xem là tiền nó vào, tiền nó ra như nào. Thì đấy là hai cái vị trí trợ lý đầu tiên mà chúng ta sẽ tuyển. Tức là cái bước một là tuyển trợ lý nghe điện thoại và chăm sóc khách hàng. Đấy, một người thôi có làm cả hai được vì công nghiệp nó bé. Việc thứ hai là uh, tuyển cái người kế toán để mà quản lý thu chi cho chúng ta. Cái việc này là ban đầu là mình tự làm được sau này giao dịch nó tăng lên là mình bắt đầu om thủ ngay và dần dần là mình ủy quyền dân cái việc để cho mọi người để chúng ta sẽ là coi như hoàn thành cái công việc kinh doanh. Đấy. cái bước tiếp theo là phải tạo lập bước 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 mấy đó nhỉ? Mình sang bước vừa rồi là bước 7 rồi đúng không? Là tuy à, bước 6 là đăng ký công ty, bước 7 là tuyển dụng và xây dựng hệ thống rồi. Rồi. Đấy. Đấy. Bước uh, 8 là bây giờ chúng ta phải là bắt đầu xây dựng cái hệ thống khách hàng. Đấy, bước 8 là bước rất quan trọng trong doanh nghiệp trong vận hành là bước 8 là rất quan trọng là chúng ta phải à, thu hút được khách hàng đến với chúng ta thì bất kể một cái điều gì phải nhớ này bất khi mình còn bé doanh nghiệp mình còn bé thì bất kể một cái hành động nào của chúng ta cũng đều là là tạo ra giá trị cho khách hàng các anh chị cứ nhớ là tạo ra cái giá trị nào đó cho khách hàng tiềm năng của chúng ta ở trên mạng ở trên ngoài đời ra đường đi qua à, thang máy bất kể khi nào chúng ta đều có thể giúp cho khách hàng của chúng ta có những cái giá trị và từ đó thì chúng ta bắt đầu có cái uy tín tôi đã cái thời đầu tiên mà tôi mở doanh nghiệp của tôi ấy, là đêm là cũng như ngày là tôi ngồi ở trên cái trang web của tôi tôi trả lời cái câu hỏi của các nhà doanh nghiệp giống như bây giờ tôi đang trả lời các anh chị này 20 năm trước tôi cũng làm như vậy là họ đến họ hỏi những câu hỏi về vận hành doanh nghiệp về luật kinh doanh về luật sở hữu trí tuệ về luật hợp đồng về luật lao động vân vân thuế thì họ cứ hỏi là tôi cứ trả lời và đấy chính là cách mà tôi đã thu hút họ thì trong rất là nhiều năm các anh chị nào ở đây mà doanh nghiệp đã làm trên 20 năm thì đều biết cái thương hiệu luật gia phạm của tôi đấy thì là tôi cứ trả lời như vậy trong rất là nhiều năm như vậy thì cuối cùng là họ đã đến và họ họ thích cái thương hiệu luật gia phạm của tôi và sau đó thì họ sẽ vào trang web của chúng ta và họ mua các cái dịch vụ và cái sản phẩm khác thì đấy chính là cái cách mà mà chúng ta phát triển công việc kinh doanh thế thì cái bước tất cả những cái bước này tôi đều có những cái khóa học khác nhau đều có những cái chiến lược rất là là rõ ràng và cụ thể để mà cho các anh chị là có thể làm thì ở đây là vì giả định các anh chị là ít tiền nên là à, tôi hướng dẫn cho các anh chị như vậy thì cái bước nào mà sau này có tiền thì đi học từng bước một thì tôi đều có những khóa học tương ứng với cái việc này đấy thì à, đấy là hôm nay thì chia sẻ với các anh chị như vậy là tám cái bước để chúng ta bắt đầu một công việc kinh doanh Đấy thì là thu hút khách hàng đến và sau đó thì bán hàng cho họ Bước 8 là bước cuối cùng, bước 8 là bước thích nhất, bước cuối cùng, bước có tiền. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái live stream này của tôi. Và mong rằng là các anh chị sẽ tiếp tục đăng ký kênh để lần sau khi mà tôi có cái live stream thì không bị bỏ sót các anh chị. Nếu mà các anh chị đang xem cái live stream này mà xem sau thì hãy quay trở lại phút thứ 15, à, phút thứ 10, 10, 10, 18 thì các anh chị bắt đầu xem được cái live stream này. Đoạn từ 1 đến 18 thì không cần xem bởi vì nó là đoạn trả hỏi nhau thôi từ bước từ phút thứ 18 đến phút thứ 48 tức là 30 phút thì đã cho các anh chị một cái à, cái bản đồ để cho các anh chị thấy các cái bước để mình có thể bắt đầu kinh doanh như thế nào cho những người chưa bao giờ có tiền chưa bao giờ kinh doanh cho nó an toàn thì xin chào tất cả các anh chị à, Bây giờ thì chúng ta sẽ ép nhóm Zalo đúng không nhỉ Rồi cái nhóm Zalo là long.vn gạch chéo Zalo nha long.vn gạch chéo Zalo long.vn gạch chéo Zalo Đấy, anh chị vào đi. long.vn gạch chéo Zalo. Có chưa? Vào chưa? Ờ anh chưa thấy vào. Ờ à, 14. Ok. Nhóm này là nhóm 14 anh em nhá. Đang đang vào đấy nhá. Úi giời, Đấy, vào nhóm 14 đi. Ông nào đã ở trong cái nhóm rồi thì không vào nữa nhá. Anh em nào đã ở trong các nhóm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 rồi các đừng có vào nữa. Chỉ anh chị em nào chưa có nhóm Zalo mới vào thôi. Nhóm được tên là long.vn cái chéo Zalo nhá. Mời anh em vào đi đông quá. Đúng rồi. Thì à, tôi xin phép được kết thúc cái chương trình này ở đây. Đừng quên đăng ký kênh của tôi để khi mỗi khi tôi livestream thì các anh chị nhìn thấy ngay và cảm ơn các anh chị đã cùng tôi theo dõi cái chương trình này và hẹn gặp lại các anh chị trong vài phút tới ở trong uh, zoom của chúng ta xin chào và hẹn gặp lại bye bye phạm thành long và các cộng sự cảm ơn các anh chị